Nối tiếp series Rimuru chinh phục khoảng không vũ trụ phần 2, trong video trước đó, chúng ta cũng đã biết được rằng cuộc chiến giữa các thuộc hạ với các phần tối của chính bọn họ đã đi đến đỉnh điểm khi bằng sức mạnh thật sự của bản thể thật nên tất cả các thuộc hạ đều đã giành chiến thắng trước tất cả phần tối. Tuy nhiên, nguy hiểm thật sự kinh hoàng của tất cả giờ đây mới được bộc lộ khi kẻ nguy hiểm nhất, kẻ đứng đằng sau tất cả, kẻ đang chiến đấu với Rimuru, cuối cùng hắn cũng đã lộ ra âm mưu thật sự của mình. Đúng thế, Nâu đã thật sự nghiêm túc. Và giờ đây, hắn ta sẽ dùng hết tất cả mọi thứ để có thể đánh bại Rimuru. Cuộc chiến cuối cùng của hai sinh vật đứng đầu vũ trụ sẽ như thế nào? Thì mọi người hãy cùng mình xem trong video tập cuối cùng của series Rimuru chinh phục khoảng không vũ trụ của ngày hôm nay nhé! Là một người đứng đầu Tempest, là người mang sức mạnh đứng trên tất cả, một người hết mực yêu thương thần dân cũng như là mạng sống của tất cả mọi người. Không chỉ là với thần dân của mình mà tất cả mọi nơi, chỉ cần đó là những con người tốt, một quốc gia tốt, thì người này sẽ giúp đỡ cũng như bảo vệ tất cả. Đúng thế, đó chính là Rimuru. Tại sao Rimuru lại có đức tính như thế? Bởi vì cậu cũng đã từng là một con người, cậu cũng đã có một khoảng thời gian có một cuộc sống đời thường trước khi trở thành một sinh vật nhỏ bé là một chú Slam, Satoru, hay nói đúng hơn là Rimuru. Cậu ấy biết rằng ở thế giới khác, cậu là một ma vật cực kỳ đặc biệt và rất mạnh mẽ. Chính vì sự đặc biệt đó nên Rimuru mới quyết định sử dụng cuộc sống đặc biệt này để tạo nên những mong muốn của chính mình mà lúc khi còn là con người cậu không làm được. Ước muốn đó là gì? Có phải trở thành người mạnh nhất? Có phải trở thành bá chủ thế giới? Hay có cho mình một gian harem ư? Không, không, tất cả cậu cũng chỉ là muốn tạo ra một nơi mà tất cả mọi người có thể chung sống với nhau một cách hòa bình mà thôi. Ấy vậy mà giờ đây, chính chú Slam này lại chứng kiến mọi thứ mà cậu đã xây dựng được đã bị sụp đổ trước mặt của một kẻ có tên gọi là Nâu. Nói chính xác hơn là phần tối của hắn. Sức mạnh của hắn ta giờ đây đã hợp thể với cả vũ trụ và tất cả thuộc hạ, thân dân cho đến vạn vật đã hòa nhập cùng hắn. Có thể nói giờ đây, Hira chính là vũ trụ tổng hợp. Có thể nói Hira là người cai quản cả vũ trụ cũng không hề sai. Nếu Rimuru giờ đây tiêu diệt hắn cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ phá hủy cả vũ trụ. Và khi giết chết Hira cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ tự tay xử lý các thuộc hạ và thế giới của mình. Hira, một kẻ đã nuốt chửng vũ trụ, còn Rimuru là vũ trụ chi vương. Trong cuộc chiến này, ai là người chiến thắng thì người đó sẽ trở thành đấng thành thần của tất cả. Vậy Rimuru sẽ trở thành kẻ sát vũ trụ để rồi chính mình hủy diệt mọi thứ, hay Ri sẽ chấp nhận thua cuộc trước tên Hira? Rimuru đã định bỏ cuộc rồi ư? Cậu đã gục ngã rồi ư? Không, cậu chỉ chùn bước một chút thôi. Đúng thế, sau khi nghe những lời động viên từ bốn lõi vũ trụ khởi nguyên, trước Nhiệt Long Velgrin cùng với chính CL đã giúp cho Rimuru vượt qua được sự gục ngã tạm thời của chính bản thân. Chỉ trong một khoảnh khắc, Rimuru đã biến sang bản thể thật hình dạng Slam tối thượng cùng với một ánh sáng kỳ lạ nào đó đã ra khỏi người của Rimuru. Rimuru đã có kế hoạch tác chiến. Vậy kế hoạch của Rimuru là gì? CL đã nói điều gì với Rimuru? Và ánh sáng đã thoát ra khỏi người của Rimuru là thứ gì? Thì từ từ mọi thứ trong cuộc chiến sẽ được sáng tỏ. Đối diện với Rimuru trong hình dạng Slam, tên Nâu bóng tối đã nói lớn: hình dạng đó lại là cái hình dạng đó. Mà cũng đúng thôi, đó là hình dạng thật sự của ngươi cơ mà. Ngươi cũng đâu phải là con người. Vậy ngươi định sử dụng chân dạng thật của mình để đánh với ta hay sao? Đúng thật ngu xuẩn. Ngươi rất đặc biệt. Nhưng ngươi nên nhớ rằng, mỗi đòn tấn công của ngươi hướng đến ta thì mọi sát thương mà ngươi gây ra sẽ được chuyển hết cho tất cả những sinh vật nhỏ bé bên trong cơ thể của ta. Vũ trụ với ta là một. Ngươi nghĩ ngươi dám ra tay? Hay ngươi nghĩ rằng bản thân của mình đủ sức ăn cả vũ trụ? Rimuru, ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của vũ trụ, nó vô biên đến như thế nào. Và giờ đây, ta sẽ sử dụng nó để tiêu diệt ngươi, con Slam nhỏ bé kia. Bản nguyên hố đen ăn mòn. Đây chính là thế giới mà đám bốn lõi vũ trụ khởi nguyên đã phải sống chết với nó cho đến khi chúng biến sang hình dạng thật sự. Xoáy lốc nuốt chửng từ hố đen cùng với không gian ăn mòn sẽ khiến cơ thể của ngươi nhanh chóng bị xé xác cũng như bị tan chảy và biến mất mãi mãi. Không gian xuất hiện. Cùng với đó, Rimuru đã kích hoạt cắn nuốt chân nguyên vạn thể để xé nát cũng như phá hủy cái không gian do tên Hira tạo ra. Đến lượt Rimuru ở trong hình dạng Slam, tốc độ mọi thứ của cậu đều dễ dàng hơn rất là nhiều. Thân hình nhỏ bé nhưng sức mạnh to lớn. Rimuru đã sử dụng dự đoán tương lai để có thể nhìn trước tương lai những hành động mà tên Hira chuẩn bị tấn công. Rồi sau đó, Ri đã tung đòn đáp trả. Cậu phóng ra chất nhầy bên trong cơ thể của mình ra khắp mọi nơi. Ri cứ liên tục phóng ra mà cậu không hề tấn công tên phần tối. Điều này làm cho tên Hira khá khó hiểu. Còn Slam nhà ngươi, nãy giờ ngươi chỉ tấn công bừa bãi trong cái vũ trụ này của ta. Chẳng lẽ ngươi đã bỏ cuộc rồi hay sao? Nhìn ngươi bây giờ giống như một con chuột nhắt đang cố gắng thoát khỏi những cái bẫy do chính ta tạo ra vậy. Ngươi đang tính làm gì khi bắn ra những chất nhầy nhụa giống với cơ thể của ngươi thế, Rimuru Tempest?
Ngươi nghĩ những thứ đó sẽ ảnh hưởng được đến ta ư? Sức mạnh của ta là vô hạn, dù ngươi có cố gắng như thế nào cũng sẽ không thể nào có thể đánh bại được ta. Mặc cho những lời nói của Hera có nói như thế nào, Thierry vẫn tiếp tục tạo ra rất nhiều bọng nhớt lơ lửng giữa vũ trụ. Nó có phải là Mejido hay không? Không hề. Những bọng nhớt này chính là một phần cơ thể của Rimuru, và cậu không ngừng nhân bản nó ra khắp tất cả mọi nơi. Với cơ thể của Slam, cậu bắt đầu tăng tốc để di chuyển với tốc độ cao. Rimuru bắt đầu di chuyển một vòng của vũ trụ của tên Hera tạo ra, và nơi nào Ri bước qua thì nơi đó sẽ có bọng nhớt của Slam. Tên Hera, hắn ta vẫn chưa hề nhận ra điều gì khác lạ. Hắn không hề thấy Rimuru trả lời lại câu hỏi của hắn. Còn Slam nhà ngươi, đừng có làm gì vô ích nữa. Dù cho có nhảy nhót như thế nào đi chăng nữa, trong vũ trụ do chính ta tạo ra, định luật là do ta quyết định. À đúng rồi, ta nhớ rằng đám thuộc hạ của người rất mạnh. Vậy ta sẽ cho người nếm trải tất cả những đòn tấn công từ những kẻ mà người quý trọng nhất. Hera, hắn ta đã tạo ra những bản thể phân thân bên trong vũ trụ của mình. Mỗi một bản thể riêng biệt của hắn sẽ sử dụng những kỹ năng của từng thuộc hạ khác nhau. Hàng loạt những kỹ năng tối thượng được tung ra tấn công vào Ri, nhưng cậu vẫn tiếp tục né tránh. Còn Slam kia, nãy giờ người bay nhảy như thế để làm gì cơ chứ? Hera đã đổi sang không gian bạo phát âm thanh, những sóng âm vang xuyên cả vũ trụ hướng thẳng về phía của Rimuru. Kèm theo đó, hắn ta di chuyển những thiên thạch xung quanh vũ trụ bắn thẳng về phía của Ri. Chưa hết, những hiệu ứng sông tố, những tai ương nguyên sinh của vũ trụ như gió, nước, sấm sét, núi lửa và còn nhiều các tai họa cũng đang lần lượt được tạo ra hướng thẳng về phía của cục Slam đang di chuyển. Nhưng cái hình dạng Slam giả đấy vẫn không trả lời, nó vẫn tiếp tục di chuyển, vẫn tiếp tục phóng ra bọng nhớt xung quanh. Sau một khoảng thời gian, mục đích của Ri cùng với CL đã hoàn thành. Cuối cùng, Rimuru đã lên tiếng. Tiếng nói đã được cất lên từ hình dạng Slam giả đang di chuyển. Xin lỗi vì đã để ngươi chờ lâu. Nãy giờ ta vẫn không thể nào có thể tìm ra cách để tiêu diệt một kẻ mang sức mạnh vô hạn như ngươi. Cũng như ta phải suy nghĩ rằng ta phải ra tay như thế nào mới không ảnh hưởng đến tất cả mọi người bên trong cơ thể của ngươi. Này Hera, ước muốn của ngươi là gì thế? Đúng, chính xác, ngươi là một thực thể của vũ trụ. Trước đây, lõi vũ trụ nguyên bản hay chính là khua đã tạo ra 4 lõi vũ trụ, đó chính là lõi vũ trụ khởi nguyên không gian, vũ trụ khởi nguyên thời gian, vũ trụ khởi nguyên vật chất và cuối cùng chính là vũ trụ khởi nguyên ma pháp nguyên tố. Trong lúc khua quyết định liên kết 4 lõi vũ trụ chuyển động xung quanh mình thì đã xảy ra một sự cố chấn động. Từ sự cố đó, vô tình một lõi mới đã được sinh ra, đó chính là người đó, Nâu, và cái tên này cũng chính là bản thể trước kia của người. Người đã được chính khua vô tình tạo ra sự sống, để rồi người đã quay lại cướp đoạt sức mạnh và chiếm trọn lấy băng hoại hư vô. Nhưng chính ngươi lại thất bại, nguyên do là ngươi không thể xuyên thủng bản nguyên năng lượng của khua. Đúng thế, ngươi đã bỏ chạy sau đó. Tuy nhiên, thời gian đó khua đã bị suy yếu. Trước khi tan biến, chính khua đã sử dụng mảnh ý niệm cuối cùng để phân tách ra mọi nơi nhằm mục đích tìm ra người thích hợp kế thừa sức mạnh của ngài. Và đó chính là ta. Chính xác, ta là người đã chinh phục được 4 lõi vũ trụ khởi nguyên để lấy được bản nguyên năng lượng. Cùng với đó, ta đã có trong mình băng hoại hư vô trước đó. Để rồi cuối cùng, chính ta cũng đã sở hữu sức mạnh chính gốc của lõi vũ trụ nguyên bản, bản nguyên năng lượng hư vô. Ngươi là một kẻ được sinh ra từ ngài. Ngươi nói ngươi là người cai quản vũ trụ, nhưng chẳng phải những gì ngươi đang làm chỉ là muốn hòa nhập với vũ trụ để chứng tỏ điều đó với một mình ta thôi sao? Băng hoại hư vô hay bản nguyên năng lượng ư? Vậy sau khi ngươi có được nó rồi, ngươi định làm gì? Sau khi ngươi đánh bại ta, ngươi sẽ như thế nào? Trước kia chính vì sự tồn tại vĩnh cửu của khua nên ngài ấy mới tạo ra 4 lõi vũ trụ khởi nguyên, và chính ngươi lại là phần tối của ngài ấy. Ngay từ đầu, ngươi cũng đã là phần tối của chính lõi vũ trụ khởi nguyên. Nâu, ngươi không phải là kẻ được chọn để thay thế, mà ngươi đó là ta. Giọng nói của Rimuru liên tục phát ra từ khắp mọi bọng nhớt có bên trong vũ trụ. Có thể nói Hera là vũ trụ đang nhốt vô vàn cục bọng nhớt đang lơ lửng bên trong. Những âm thanh đó lục lọi quá khứ liên tục nói ra khiến cho Hera tức tối. Hera quát lớn, ngươi cầm miệng cho ta, ngươi đừng có nghĩ rằng ngươi lôi quá khứ trước kia ra để làm ta phân tâm. Đúng, chính xác, ta chỉ là phần tối của hắn, nhưng hắn ta không biết cách sử dụng sức mạnh của chính mình. Hãy nhìn ta xem, ta đã hòa nhập vào chính cả vũ trụ này rồi. Hắn ta có thể tạo ra lõi vũ trụ, còn ta giờ đây, ta có thể tạo ra vũ trụ cho riêng mình. Ta mới là kẻ thống trị tất cả. Còn ngươi, Rimuru, ban đầu ta tưởng rằng chính ngươi là khua tái sinh, thế nên ta mới đi tìm kiếm ngươi nhằm để tiêu diệt. Nhưng hóa ra, ngươi là kẻ được chọn trong mảnh ý niệm của khua. Rốt cuộc, ngươi có điểm gì để hắn chọn ngươi thế? Hắn ta đã không còn và ngươi lại là kẻ giữ sức mạnh của hắn. Ngươi đã mượn sức mạnh của khua để trở thành vũ trụ chi vương ư? Ta không thể để cho một kẻ phàm trần như ngươi thống trị cái vũ trụ này.
Hira đã hòa nhập lại tất cả bản thể mình mới tạo ra. Hắn điều khiển cả vũ trụ tấn công Ri bằng tất cả sức mạnh của vạn vật, thời gian, không gian, các nguyên tố, các kỹ năng tối thượng hướng thẳng về những bạo nhớt đang ở xung quanh vũ trụ. Cơn hận thù của Hira đã nổi dậy khi nghe lại quá khứ trước kia của chính mình. Mục đích tiêu diệt tên khùa của hắn nhằm cướp lại băng hoại hư vô để thống trị tất cả, lại bị một con Slam nhỏ bé lấy đi trước mình. Với Hira, khi nào Rimuru còn sống thì cũng đồng nghĩa với việc mục đích thống trị của hắn sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Hắn ta đã bắt đầu mất kiểm soát, thay vào đó, cơn hận thù của Hira đã lên đến đỉnh điểm. Hira là phần tối của Nau ư? Không, không hề. Ngay từ ban đầu, hắn đã chính là phần tối của khùa rồi. Còn với Hira, hắn chính là những ý niệm thù hận đến tột cùng sau khi Ri đánh bại Nau đã sinh ra hắn. Hắn ta quá hận Rimuru, chính vì Ri xuất hiện nên hắn đã mất hết tất cả. Sự hận thù của hắn đã khống chế chính Hira. Tuy nhiên, đó lại chính là ý định của Rimuru ngay từ ban đầu. Không, đó chính là ý định của CL. Vậy mọi chuyện là như thế nào? Ngay từ khoảnh khắc Rimuru lấy lại được tinh thần thì lúc đó CL đã nghĩ ra cách có thể đánh bại được vũ trụ do tên Hira tạo ra. Việc hắn ta hợp thể với vũ trụ là chính xác, nhưng hắn ta chưa hoàn toàn trở thành một với vũ trụ. Bọn họ chỉ cần khiến cho Hira tự động rời khỏi trạng thái hòa nhập thì lúc bọn họ có thể tiêu diệt hắn một cách hoàn toàn. Để làm được điều đó, việc đầu tiên là phải khiến cho hắn lộ ra bản ngã hận thù thật sự. Hạch tâm lõi của hắn chắc chắn đang ở một vị trí nào đó trong vũ trụ của hắn tạo ra. Tiếp theo đó, cần có một kỹ năng đủ mạnh để có thể thúc ép hắn ta ra ngoài, nhưng lại không làm ảnh hưởng đến các hành tinh bên trong người hắn. Và đó cũng chính là ý định của CL. Cô đã tách ra khỏi người của Ri. Còn với Rimuru, cậu sẽ là người thực hiện bước đầu tiên, đó là bước khiến cho tên Hira trở lại với bản ngã thật sự. Và cậu sẽ phải chuẩn bị đòn tấn công quyết định bằng cách tạo ra mọi nơi đều có cơ thể của chính mình trong vũ trụ. Vậy CL đang ở đâu? Cô đang ở cùng với 4 vô lõi vũ trụ khởi nguyên, cũng như là chính Velgreen. CL đã có đủ thời gian để bắt đầu sáng tạo ra một kỹ năng mới để có thể thực hiện được kế hoạch này trong lúc bản thể Slam đang làm Hira phân tâm. CL luôn làm mọi lợi ích đến cho chính Rimuru. Đây là trận chiến cuối cùng, vậy nên Rimuru đã tin tưởng giao tất cả lại cho CL, còn mình sẽ hỗ trợ phòng ngự và chuẩn bị. Thời gian đã điểm, sáng tạo kỹ năng đã hoàn thành, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến chính 4 lõi vũ trụ cũng như là Rimuru. Tuy nhiên, CL hiểu được bọn họ đều muốn cô sử dụng kỹ năng tối thượng thánh thần, khải hoàn nhịp đập vũ trụ, thiên nghịch đại chu trình. Khoảnh khắc kỹ năng được kích hoạt, mọi chuyển động và nhận thức đều bị dừng lại. Kỹ năng khiến cho cả vũ trụ bất động trong giây lát. Hira chỉ trong khoảng vài giây ngắn ngủi thôi, hắn ta đã có một chút cảm giác lo sợ, cứ như thể linh hồn và hạch tâm của hắn đang bị ngấu nghiến từng chút một. Để rồi sau khi thời gian quay trở lại, cũng là lúc mà tên Hira đã nhanh chóng thoát ra khỏi trạng thái hợp nhất với vũ trụ. Chính khoảnh khắc đó, một giọng nói đã lên tiếng: "Đã đến lúc ngươi trở lại với nơi ngươi thuộc về rồi, Hira." Xiao đã nhanh chóng dồn năng lượng và khôi phục lại cơ thể của Rimuru ngay sau khi chuyển động quay trở lại, nhưng Rimuru thật vẫn chưa lộ diện. Một khi thấy Hira xuất hiện, 4 lõi vũ trụ đã ra trận. Cả 4 lõi đang ở bản thể lõi, bọn họ đồng loạt kích hoạt bản nguyên tứ trụ ngục tù để tạm thời giam giữ hắn ta vào trong. Khoảnh khắc đó cũng là lúc một quyết định táo bạo đến từ chính CL. Những bọng nhớt được Rimuru tạo ra từ cơ thể của mình đã bắt đầu biến lớn, cơ thể của Slam đang dần hợp nhất lại với nhau. Một giọng nói từ đầu vang đến Hira: "Người đã hấp thụ tất cả bọn họ trong cái vũ trụ này, ngươi là kẻ tạo ra nó. Vậy ta sẽ là người hủy diệt và khôi phục lại tất cả. Ta sẽ trở thành người cai quản và đứng đầu của vũ trụ." Bản nguyên hỗn độn chi thần cắn nuốt. Cơ thể Slam khắp mọi vũ trụ đã kết nối lại với nhau. Rồi sau đó nó bắt đầu nuốt chửng cả vũ trụ vào bên trong. Tuy nhiên đó không phải là Rimuru thật sự. Rimuru thực sự đã ẩn đi sự hiện diện của mình bằng chính lõi vũ trụ nguyên bản khua. Chính xác, CL đã quyết định đánh thức và biến Ri trở thành khua thật sự. Chỉ có như thế thì tên Hira mới không thể cảm nhận được chính Rimuru thật sự đang ở đâu. Dù cho vũ trụ này là do hắn tạo ra, hắn có thể biết bất cứ kẻ nào đang có bên trong vũ trụ này, nhưng có một người hắn không thể cảm nhận được, đó chính là khua. Và giờ đây, bằng sự giúp sức của CL và 4 lõi vũ trụ khởi nguyên, lõi khua Rimuru đã xuất hiện trước mặt của Hira. 4 lõi vũ trụ khởi nguyên đứng bên cạnh, quỳ xuống trước mặt chủ nhân của mình, người cai quản vũ trụ mới đã xuất hiện. Vũ trụ thần vương Rimuru Tempest ra đáo. Thanh kiếm trên tay của Ri sáng rực lên ngọn lửa có màu sắc của vũ trụ, và đó chính là thanh kiếm trước nhiệt long nguyên chi kiếm Velgreen. Một khi Rimuru tiến hóa thì những người liên kết với cậu thông qua hành lang linh hồn đều được tiến hóa, và chính Velgreen cũng như vậy. Vũ trụ thần vương nói lớn: "Kết thúc thôi, Hira, người sẽ phải biến mất mãi mãi."
bốn lõi vũ trụ khởi nguyên cũng đã hòa nhập vào trước Nhiệt Long Nguyên Chi Kiếm để tạo ra thanh kiếm tối thượng mạnh nhất, tứ trụ Nguyên Thần Nhiệt Long Kiếm, thanh kiếm mạnh nhất vũ trụ đã xuất hiện. Hãy trở lại với nơi mà ngươi không bao giờ tồn tại, bản nguyên thiên thượng Phi Long Thích. Nhát chém với tổng toàn bộ sức mạnh, xé rách cả không gian, chấn động đến thời gian, xé toạc thiên hà, đã trúng thẳng trực tiếp vào người của Hera. Để rồi trước khi hắn ta tan biến, hắn ta lại mỉm cười. Mọi thứ vẫn chưa kết thúc đâu, Rimuru Tempest. Tại sao hắn ta lại nói như thế? Đúng thế, từ khi Hera bị tiêu diệt, một kẻ khác đã xuất hiện. Hắn ta chính là tên thuộc hạ thứ hai mà Hera đã tạo ra, mà hắn ta chưa hề tiết lộ thân phận ra là ai. Đúng quả thực, trong tất cả các bản thể phân tối mà Hera tạo ra, Rimuru đã nhìn thấy hết tất cả. Nhưng có một người Mari đã không hề để ý đến, đó là thuộc hạ thứ hai của Hera. Đó là ai? Đó chính là Darkhua. Hay nói chính xác, hắn ta đã tạo ra được phần tối của phần tối của mình. Nâu là phần tối của Khua, Hera là phần tối của Nâu, và Darkhua chính là phần tối của Hera. Đây là con bài tẩy cuối cùng của hắn, nhưng nó không phải là để chiến đấu, mà tên này đã dùng cách chính là tự hủy tất cả mọi thứ. Darkhua kích hoạt hắc ám thánh thể, linh hồn bộc phá hắc diệt quang trụ. Hắn ta tự kích nổ với tất cả năng lượng của bản thân cùng với linh hồn để tiêu diệt mọi thứ của vũ trụ, trở lại với hư vô. Nhưng cái cách hắn ta kết thúc trận chiến, nó lại y chang với tên Nâu lần trước. Sao các người lại xử lý giống nhau như thế cơ chứ? Làm đi CL. Vâng, thưa chủ nhân. CL và các lõi vũ trụ đã trở lại với Rimuru để rồi đòn tấn công cuối cùng, phán quyết của vũ trụ thần vương, phục nguyên hoàn, tử ngục hư vô. Rimuru đã cho tên Darkhua đó dịch chuyển đến vị trí mà trước đây hắn ta sinh ra. Rồi sau đó hắn đã tự kích nổ chính bản thân của mình. Hắn đã tan biến theo đúng ý muốn của hắn, nhưng chỉ khác rằng chỉ có một mình hắn ta tan biến mà thôi. Nơi hắn sinh ra cũng chính là nơi Nâu kết thúc mạng sống. Cuộc chiến chính thức đã kết thúc. Người chiến thắng cuối cùng chính là vũ trụ thần vương Rimuru. Bản ngã phần tối của Khua hay chính là Nâu đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Sau khi Nâu chết, toàn bộ sức mạnh của hắn đã trở lại với chính lõi của Khua, hay nói chính xác là Rimuru. Cậu đã trở thành người mạnh nhất vũ trụ, người thống trị tất cả. Vậy công việc của người cai quản vũ trụ là gì? Đó chính là khôi phục lại nơi này, trở lại đúng với quy luật của tự nhiên. Rimuru phải thực hiện sứ mệnh của mình để giúp cho vũ trụ khôi phục lại đúng với hình dạng sinh hoạt tạo hóa thật sự của nó. Vũ trụ đã bị Rimuru nuốt chửng, nhưng không phải nuốt hoàn toàn. Salam đang bao trùm lấy tất cả nó, không phải bị nuốt, mà nó chỉ là đang bao bọc lấy bên ngoài mà thôi. Vũ trụ thần vương Rimuru tỏa ra vầng hào quang thần thánh. Xung quanh cơ thể của Rimuru xuất hiện những hành tinh đang xoay tròn quanh cơ thể. Ri nói lớn với bốn lõi vũ trụ khởi nguyên trong thân phận là lõi Khua. Đã đến lúc các ngươi thực hiện sứ mệnh của mình rồi. Lõi vật chất, lõi nguyên tố ma pháp, lõi thời gian, lõi không gian, hãy trở về đúng với vị trí của chính mình để giúp cho vũ trụ trở lại thêm một lần nữa. Nhân danh người cai quản vũ trụ, mệnh lệnh được thực thi. Khải hoàn thiên sinh, vũ trụ phục nguyên. Hình dạng của Rimuru sáng chói khắp mọi nơi. Rimuru với CL đã hòa làm một. Vầng hào quang của bậc chí tôn vũ trụ đang lan tỏa ánh sáng hồi sinh. Bốn lõi vũ trụ cũng đã trở về đúng với vị trí lõi ở bốn khu vực khác nhau: vật chất, ma tố, thời gian, không gian, nhằm giúp vũ trụ được phục nguyên. Ánh sáng của sự cứu rỗi đã ban phát, để rồi tất cả những người bị tên Nâu nhốt ở các hành tinh, các quái thú, các mạo hiểm giả, vạn vật đã được chính Rimuru trả về đúng với vị trí và các hành tinh, các thế giới của bọn họ. Tất cả các thuộc hạ, các ma vương đã trở về Tempest, các mạo hiểm giả, các quái thú cấp tai ương đã được chuyển về hư giới. Người dân ở Nhật Bản cũng đã trở về với nơi ở của họ. Những con người bình thường ở Nhật Bản hay ở hư giới sau khi mở mắt ra. Ở thế giới của mình, tất cả bọn họ đều suy nghĩ mọi thứ của bọn họ như một giấc mơ. Chỉ có những người có tham gia trận chiến cuối cùng mới biết được rằng Slam Rimuru đã chiến thắng. Rimuru với CL đã hòa nhập lại với nhau, nên trong quá trình đó, bọn họ cũng đã tiến hóa cho tất cả mọi người từ các thuộc hạ, các quái thú cấp bậc tai ương hay những người có công lao lên một cấp độ mới. Ba nữ vương Phượng Hoàng cùng với các quái thú của bà đã được thăng cấp. Trong quá trình ban phát sức mạnh, bà Phượng Hoàng trong tâm trí đã nhìn thấy hình ảnh của bậc chí tôn Rimuru. Bà ta lên tiếng: "Vậy ra, cậu là người đã đến giúp đỡ chúng tôi. Hình dạng này thật sự sáng chói đó. Cảm ơn cậu. À, phải cảm ơn ngài đã giúp đỡ hư giới của bọn tôi mới đúng chứ. Vũ trụ thần vương Rimuru. Giờ đây, bà ta đã trở thành linh thú thần thoại để bảo vệ hư giới cùng với các thần dân của mình. Bọn họ không phải sống ở bên dưới lòng đất nữa. Những người trong nhóm mạo hiểm giả cấp S như nhóm của Luna hay các mạo hiểm giả của hư giới đều bị xóa đi ký ức để trả lại hư giới vốn dĩ hòa bình như trước kia. Các quái thú mạnh mẽ từ các cấp cũng đã trở lại với trật tự, không bị nguồn sức mạnh của Nâu khống chế nữa. Còn với bà Phượng Hoàng, bà ta đã tạo ra một không gian ở bên cạnh con người.
để cùng chung sống với bọn họ giống như trong quá khứ. Cánh cổng giao nhau ở hư giới cũng như Nhật Bản đã đóng lại. Đó là hai thế giới tồn tại ở một vị trí khác nhau trong chính vũ trụ này. Ở Tempest, các thuộc hạ, các ma vương cũng đã được trở lại đúng vị trí nơi ở cũng như lãnh địa của bọn họ. Từ Bạch Băng Long của Gai, Luberius của Luminat, Damagania của Dark Grill, thiên giới của Milim, Frey, Dino, Carrion, E.I. Dorado của Leon hay chính Tempest, tất cả các ma vương, các thuộc hạ nhìn lên trên trời, bọn họ hướng thẳng đến vị trí vũ trụ. Bọn họ quỳ xuống khi nhìn thấy ảo ảnh của chính chủ nhân. Giọng nói của ánh sáng đã lên tiếng: ta phải thực hiện sứ mệnh của chính mình với vai trò là người cai quản vũ trụ. Ta đã không phải là một chú Slam bình thường như trước kia nữa. Các thuộc hạ, tất cả nghe lệnh ta, hãy cố gắng sống thật tốt, hãy thay ta bảo vệ Tempest, hãy thay ta phát triển và bảo vệ nơi này. Tempest chính là nhà của các ngươi, và ta sẽ dõi theo quá trình phát triển của Tempest và của tất cả. Lời nói được thốt ra và ánh sáng đã biến mất. Tất cả các thuộc hạ cúi mặt xuống với biểu cảm buồn bã khi tất cả đều nghĩ rằng chủ nhân của bọn họ đã chiến thắng. Nhưng sứ mệnh của ngài giờ đây đã khác. Ngài ấy cần phải bảo vệ cũng như ổn định lại vũ trụ, ổn định lại các hành tinh, các thế giới có bên trong nó. Dù rất buồn nhưng bọn họ cũng phải chấp nhận. Tuân lệnh, thưa Rimuru-sama, dù cho không có ngài, chúng thần vẫn sẽ hết mực trung thành cũng như bảo vệ nơi này và giúp nó trở nên phát triển. Rimuru-sama, ngài vẫn sẽ mãi ở trong lòng của tất cả chúng thần. Ở các vị trí khác của các bát tinh ma vương, bọn họ cũng đã nhìn thấy lời nhắn nhủ của vũ trụ thần vương Rimuru. Milim thì đang khóc nức nở khi cô biết Rimuru sẽ không quay trở về. Leon cúi mặt xuống rồi sau đó rời đi. Gai, Velsado cũng mỉm cười, anh ta cất lên giọng nói: Rimuru Tempest, con Slam nhà ngươi đã mang đến những điều thần kỳ. Dino, Dark Grill, bọn họ im lặng rồi sau đó cũng quay đi. Luminat, Hinata, bọn họ nhìn lên trên trời và bọn họ tự suy nghĩ rằng chỉ cần khi nào nhìn lên trên bầu trời, bọn họ sẽ nhìn thấy được hình ảnh của chú Slam nhỏ nhắn xinh tươi ấy. Tạm biệt Rimuru Tempest, hãy thực hiện vai trò của chính mình thật tốt nhé. Bọn ta sẽ mãi mãi nhớ đến ngươi. Mọi thứ diễn ra thật là nhanh. Rimuru đã thay thế Khua, nói chính xác là lõi vũ trụ nguyên bản để cai quản tất cả vũ trụ. Cậu đã phải chìm vào trong giấc ngủ, không biết thời gian thức tỉnh để lõi có thể phục hồi lại mọi thứ trong vô thức. Bốn lõi vũ trụ khởi nguyên cũng đang cùng chủ nhân thực hiện sứ mệnh của mình, đó là khôi phục lại vũ trụ trở lại với thời kỳ phục nguyên của nó. Rimuru, CL, bốn lõi vũ trụ khởi nguyên đã ngủ một giấc lâu dài trong khởi nguyên không gian vũ trụ bên trong cơ thể lõi bản nguyên. Không biết giấc ngủ của Rimuru đã trải dài biết bao nhiêu lâu. Bên trong hình dạng lõi, ý thức của Rimuru vẫn chìm vào giấc ngủ, còn năng lực của lõi bản nguyên nó vẫn tiếp tục hoạt động. Thời gian cứ thế trôi qua và nó tiếp tục trải dài theo thời gian. Vũ trụ đã khôi phục lại tất cả đúng với thời kỳ sinh lực nhất của nó. Cho đến một ngày không xa, ở bên trong không gian sâu thẳm nhất của vũ trụ, có một lõi nào đó đang phát sáng và nó vẫn luôn hoạt động để thực hiện sứ mệnh của mình. Đó chính là lõi Khua Rimuru. Linh hồn trú ngụ bên trong nó đã chìm vào trong giấc ngủ rất lâu. Để rồi trong cơn mơ của linh hồn đó, một cục bọng nhớt đang tung tăng trong giấc mơ, mơ về những ngày sống ở Nhật Bản, mơ về cuộc sống ở Tempest, rồi giấc mơ đó lại trôi dạt đến những vùng đất kỳ lạ. Trong giấc mơ đó, cục bọng nhớt đã nghe thấy tiếng nói của một ai đó rất nhiều lần: chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân. Giọng nói đó luôn thúc giục Rimuru tỉnh dậy. Để rồi chính lúc đó, lõi bản nguyên đã động đậy, ánh sáng hoạt động có nhận thức đã tỉnh dậy. Trước mặt của lõi bản nguyên, một hình dạng quen thuộc đã hiện ra, hình dáng của một người có mái tóc màu xanh, mắt đỏ đang đứng trước mặt của Rimuru. Người đó chính là Ciel. Giọng nói ngọt ngào đến chiều mến đã thốt lên: thưa Rimuru-sama, chào mừng ngài đã trở lại. Ngài đã hoàn thành sứ mệnh của mình rồi. Ngài đã ngủ rất lâu trên vũ trụ này. Ngài đã ngủ trong khoảng thời gian là hơn 100 triệu năm. Rimuru-sama, đã đến lúc chúng ta quay trở lại. Để hiểu rõ ngọn ngành sự việc, chúng ta cần phải trở lại với khoảng thời gian sau khi Rimuru đánh bại Hira. Thời điểm đấy cũng là lúc mà sức mạnh của Khua đã hoàn toàn trở thành của Rimuru. Tuy nhiên, sứ mệnh của người nắm giữ sức mạnh của Khua được chọn không chỉ là đánh bại phần tối của Nâu, mà phải thay Khua khôi phục lại vũ trụ nếu như nó bị phá hủy hay thay đổi bởi phần tối. Chính vì lý do đó, sau khi Rimuru đánh bại Hira, thì cậu đã vô thức trở về dạng lõi của Khua để trở về với nơi được gọi là trung tâm của vũ trụ, và cậu sẽ bắt đầu quá trình khôi phục và phát triển. Trong khoảng thời gian đấy, Ciel đã thức tỉnh trước và cô đã tách ra khỏi người của Rimuru. Cô đã đợi Rimuru trong từng ấy năm ở không gian của lõi nguyên bản. Ciel đã đánh thức Rimuru từng ngày, từng tháng, từng năm, triệu năm, trăm năm.
một người đã bên cạnh Rimmer đến lúc cậu tỉnh lại. Thật là cô đơn buồn bã biết bao nhiêu. Và ngày hôm nay Rimmer đã thức tỉnh. Thưa chủ nhân, đã đến lúc chúng ta quay trở về rồi. Rimmer trong hình dạng lõi đã từ từ cất giọng. Ciel, Ciel, là cô. Ciel lên tiếng. Đúng vậy, em đây thưa ngài. Cuối cùng ngài cũng đã tỉnh giấc rồi. Ciel lập tức sử dụng quyền năng của khởi nguyên manat của chính mình để tách rời Rimmer ra khỏi lõi bản nguyên. Có thể nói khua giờ đây cũng chính là Rimmer, hay Rimmer cũng chính là khua. Nhưng cậu đã không cần phải ở lại đây nữa. Cậu đã hoàn thành sứ mệnh của chính mình. Chủ nhân, ngài có muốn quay trở về Tempest không? Trở về với nơi ở của chúng ta? Ri, nhưng chẳng phải ta đã ở đây đến hàng trăm triệu năm rồi hay sao? Ciel, đúng là ngài đã ngủ một giấc rất là lâu, nhưng ở Tempest mới chỉ trải qua 100 năm thôi. Vậy nếu ta trở về thì lõi nguyên bản sẽ như thế nào? Còn cô đã đợi ta từng ấy năm ư? Ciel, cô có hối hận khi chọn ta không? Thưa chủ nhân, lõi bản nguyên giờ đây đã là một phần cơ thể của ngài. Chỉ cần ngài vẫn còn sống và mạnh khỏe, nó sẽ tiếp tục ở nơi này để duy trì vũ trụ. Còn về câu hỏi đằng sau ư? Không đâu, em không bao giờ hối hận. Em đã chọn đúng, em đã chọn ngài làm chủ nhân của em. Rimmer-sama, chúng ta quay trở về cùng với mọi người nào. Nụ cười nở trên đôi môi của cả hai. Ciel đã trở lại bên trong cơ thể của Rimmer. Bọn họ đã để lại lõi bản nguyên được tách ra bên trong cơ thể của Ri, tiếp tục duy trì vũ trụ. Rồi sau đó, Ciel cũng đã nói rằng Rimmer có cứu thoát 4 lõi vũ trụ khởi nguyên. Bọn họ giờ đây sẽ để lại bản thể lõi thật của mình ở lại, còn bản ngã linh hồn sẽ ở bên trong dạng người mà Rimmer bàn phát. Misa, Konji, Sokai, Zico, cả bốn bọn họ đã vô cùng vui mừng khi tất cả nhìn thấy chủ nhân của mình. Chào mừng ngài đã trở lại, chủ nhân của chúng thần. Ri đã trả lời một cách nhẹ nhàng. Các người có muốn trở về cùng ta không? Chúng thần sẵn sàng nghe lệnh, thưa Rimmer-sama. Tuy nhiên, trước khi bọn họ quay trở về, Rimmer đã đi đến hư giới và một số hành tinh để thăm tất cả những người đó. 100 năm trôi qua, bởi vì sự chênh lệch của thời gian ở trên vũ trụ cũng như ở Tempest, tất cả các thuộc hạ cùng với các ma vương, bọn họ đều suy nghĩ rằng Rimmer sẽ không bao giờ quay trở lại. Trên lãnh thổ của toàn Tempest trong 100 năm qua, thành phố đã phát triển lên một cách đến kinh hoàng, dân chúng đông đúc, con người và ma vật tất cả đều chung sống hòa thuận với nhau. Trên khắp mọi nơi đều có tượng của một chú Slam nhỏ nhắn, và những pho tượng đó chính là do đội quân của Gerudo xây dựng. Bọn họ làm như thế là để tưởng nhớ đến vị chủ nhân, vị thần kính yêu của bọn họ. Dù cho không có Rimmer, nhưng các thuộc hạ, bọn họ không hề rời Tempest. Tất cả đều ở lại và cùng nhau xây dựng, bảo vệ một thế giới, một quốc gia đúng với mong muốn của Rimmer. Ngày hôm nay, vẫn như bao ngày bình thường, các thuộc hạ, bọn họ trước khi thức giấc vào một buổi sáng, bọn họ đều hướng lên trên trời để tưởng nhớ đến chủ nhân kính yêu của bọn họ. Đó chính là động lực cho tất cả. 100 năm qua, Benimaru đã được tôn lên làm người đứng đầu Tempest cùng với hai người vợ trị vì đất nước. Benimaru dù cho là người đứng đầu của hơn 100 năm qua, nhưng anh chưa bao giờ ngồi lên trên ghế cao nhất của Rimmer. Anh vẫn thực hiện nghĩa vụ của mình như là một người lãnh đạo của Tempest. Zegion, Veldora, Ramirez, Adaman, Apito, Kumara, tất cả mọi người đã trở lại mê cung và phát triển nó trở thành đại mê cung lớn nhất của Tensura. Trong mê cung giờ đây, nó vừa là khu mạo hiểm và nó còn có không gian sinh sống, nhà cửa y chang một thành phố trên mặt đất với rất nhiều những nghiên cứu mới mẻ của Ramirez và Beretta. Gabiru cũng đã mở rộng quy mô về các loại thảo dược cung cấp cho tất cả. Diablo thì từ khi chủ nhân biến mất thì anh ta cũng đã mất tích theo. Không biết Diablo đã đi đâu và anh ta làm gì? Phải chăng anh ta đã quá sốc về sự biến mất của Rimmer chăng? Đến chính cả Testarossa, Anthelma, Carrera hay Gai cũng không hề biết Diablo đang ở đâu. Còn những thuộc hạ khác, bọn họ đã sinh sống tại hư không thành và chính nơi đó giờ đây đã trở thành vị trí du lịch cho tất cả mọi người. Sion, Suna, hai người con gái luôn nhớ đến Rimmer. Với Sion, cô đã mở ra cho mình một quán ăn ẩm thực quái dị nổi tiếng toàn Tensura. Một quán ăn được giới thiệu là quán ăn trải nghiệm cảm giác mạnh, thích mạo hiểm, đã thu hút rất nhiều người đến thưởng thức. Đa phần tất cả đều cho rằng ngoại hình kinh dị bên ngoài ghê tởm như thế thì mới đúng với phong cách quái dị, còn vị của nó lại rất ngon, nên quán ăn đã trở nên rất đông đúc và chỉ có những người ở Tempest mới nhận ra sự nguy hiểm của quán ăn này mà thôi. Ngày hôm nay, Suna, cô ấy đã đến với căn phòng của chủ nhân. Cô mang theo một tách trà và một phần bánh đem đến. Suna ngày nào cũng dùng bữa sáng trong chính căn phòng của chủ nhân. Mọi thứ trong căn phòng cũ của Rimmer đều được giữ lại và tất cả đều như mới. Ngày hôm nay, trước khi mở cánh cửa phòng ra, Suna lại rất ngạc nhiên, bởi vì sau hàng trăm năm,
Suna đã nhìn thấy Diablo đã trở lại. Anh ta đã ở bên trong căn phòng của Rimuru. Diablo đang nhìn qua cánh cửa sổ. Sự trở lại của Diablo đã làm cho Suna vô cùng hoảng hốt. Diablo, anh đã trở lại. Trong thời gian qua, anh đã đi đâu? Tại sao anh lại biến mất thế? Phải chăng lý do này là do Rimuru Sama ư? Diablo mỉm cười. Thân ở đâu trong hàng trăm năm qua không quan trọng. Suna, ngài ấy sắp quay trở về. Ngài ấy sắp trở lại. Con tim ta, trái tim ta mách bảo điều đó. Suna nghe được lời nói đó, cô đã sốc và làm rớt cả ly trà cùng với đĩa bánh xuống. Việc Diablo thông báo rằng Rimuru sẽ quay trở lại đã làm cho tất cả các thuộc hạ ở Tempest vô cùng sửng sốt và hoảng hốt. Ngày hôm đó tất cả đã tập hợp lại. Tất cả đã hỏi Diablo về sự biến mất của anh, nhưng Diablo không trả lời. Diablo chỉ nói rằng Rimuru Sama sắp sửa quay trở lại, nhưng anh lại không biết chính xác là thời gian lúc nào. Các thuộc hạ mặc cho có thời gian bao lâu, bọn họ vui sướng đến mức tất cả đã chuẩn bị màn nghênh đón cũng như bữa tiệc sẵn sàng. Nhưng bọn họ đã đợi hơn 1 tháng, 2 tháng cho đến 3 tháng nhưng vẫn không thấy Rimuru quay trở lại. Chính vì thế, lời nói của Diablo đã làm cho Benimaru có một chút tức giận. Diablo, tại sao cậu lại nói như thế? Có phải cậu cố ý nói như thế để cho chúng tôi có niềm hy vọng đúng không? Phô. Không đâu, Benimaru, anh không tin ta sao? Rimuru Sama, ngày ấy sớm sẽ quay trở lại. Đã hơn 1 năm chờ đợi, tất cả các thuộc hạ đã mất niềm tin vào Diablo và bọn họ đã từ bỏ suy nghĩ về sự trở lại của Rimuru. Thời gian thấm thoát thoi đưa, ngày hôm nay chính là cái ngày mà Rimuru chiến thắng Nâu. Cả Tensura đã lấy ngày đó làm ngày lễ ăn mừng hàng năm và cái lễ này đã được tổ chức vô cùng hoành tráng và nó đã được tổ chức hơn 100 lần. Năm nay cũng chính như thế, một bữa tiệc linh đình của toàn bộ người dân đã được tổ chức. Với ngày này, tất cả các nước, tất cả các quốc gia có quan hệ mật thiết đều đến Tempest chung vui với các thuộc hạ của Rimuru. Hôm nay vẫn như thường lệ, Bát Tinh Ma Vương, Ba Chân Long cho đến các nước láng giềng hàng xóm đã đến đông vui cùng Thập Nhị Thủ Hộ Vương. Trong bữa tiệc, bọn họ đã nhắc đến những ngày tháng mà Rimuru có mặt cho đến những kỷ niệm đẹp với chú Slam Rimuru. Bữa tiệc đang lúc vui vẻ thì lúc đó Veldora bên cạnh đã than thở. Ông bạn Rimuru của ta, cậu ta đi lâu quá, để rồi chính ta không có chuyện đọc. Ramirez phản bác, này, chẳng phải sư phụ thường xuyên trở về cùng với Chloe để lấy chuyện sao? Veldora cười lớn, lo gì chứ, Ramirez, giờ Rimuru còn có ở đây nữa đâu, ta về đó thì có sao nào? Cũng tại cậu ta đang ở trên kia vũ trụ, làm ta không có chuyện đọc, nên ta mới phải làm như thế thôi. Không biết cậu ta đang ở đâu, đang làm gì, ta nhớ bạn thân của ta quá. Nói là nhớ, ấy vậy mà anh rồng Veldora của chúng ta lại cười lớn, tiếng cười của Veldora vang vọng khắp bữa tiệc của các ma vương. Ấy vậy nhưng tất cả đã quá tập trung vào Veldora mà bọn họ không hề để ý rằng có một cục bọng nhất nào đó đã ở trên bàn tiệc từ rất lâu, đang lắng tai nghe tất cả mọi thứ. Ôi da, anh bạn Veldora của ta, cậu cũng giỏi nhỉ, tớ tưởng cậu sẽ làm gì có ích khi tớ không có ở Tempest, vậy mà cậu dám lén lút trở về Nhật Bản ư? Để xem tớ trừng trị cậu như thế nào đây. Veldora và mọi người vẫn chưa biết chuyện gì ở kế bên. Veldora nhẹ nhàng trả lời, trời, thằng nào nói chuyện giống Rimuru thế. Đừng có chọc ta, ta mà sợ gì cậu ấy. Cậu ta làm gì con? Con. Ủa khoan, giọng nói này là Rimuru đó ư? Diablo, người đầu tiên quỳ xuống trước tất cả các ma vương, anh ấy đã rớt hai hàng nước mắt với giọng điệu nhớ nhung tuột kính. Thưa Rimuru Sama, kính yêu của thân, chào mừng ngài đã quay trở lại. Tất cả mọi người đã há hốc mồm, bọn họ giờ đây mới để ý. Tất cả đã nhìn sang hướng của một con Slam nhỏ bé đang ở trên bàn ăn. Cậu là Rimuru. Đứng bên cạnh của Ri, đó là Sokai, Konji, Zico, Misa và chính cả Xiao, bản thể con người cũng đã đứng bên cạnh. Xin lỗi mọi người, thật ra ta đã tỉnh lại rất lâu rồi, nhưng ta trước khi về đã có ghé thăm Nhật Bản, ghé thăm hư giới và một số các thế giới khác trước khi quay trở về nên mới bị chậm trễ một vài năm. Cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua. Giờ đây ta muốn nói rằng mọi người, ta Rimuru Tempest đã về rồi đây. Cuộc phiêu lưu của Rimuru nhằm tiêu diệt bản thể phân tối của Nâu đã chính thức khép lại. Rimuru đã đạt được cấp độ mới về sức mạnh, cậu ấy đã trở thành một thực thể tối cường nhất. Nhưng dù cho cậu ấy có là ai đi chăng nữa thì Rimuru vẫn chỉ là một chú Slam vô cùng nhỏ nhắn đáng yêu, hiền lành vô hại. Một chú Slam được tất cả mọi người yêu quý và tôn kính. Còn bạn, bạn có yêu quý chú Slam này như mình không? Nếu yêu quý thì hãy để lại cho mình biết ý kiến bên dưới phần bình luận nhé. Hành trình của Rimuru tạm khép lại tại đây. Chính thức, series Rimuru chinh phục khoảng không vũ trụ đã kết thúc. Nếu mọi người thấy series này của mình hay thì hãy để lại cho mình một like, cộng một comment và một subscribe.
và nhớ nhấn chuông thông báo để nhận được những video và series mới nhất của mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong các series tiếp theo.